tay hộp ca công TV box này. Đấy. Còn nguyên siêu mới khui ở nhà hàng mua ở cửa hàng xong. Đó, em mở ra. Có siêu, xe siêu. Sử dụng tài liệu bằng lan nguồn điều khiển hai cục pin hết đó. Đây còn gói thuê bao là 990 này. Hết xong như nó thôi. Rồi kết nối cục TPT đây, xong là cổng HDMI một cổng này, cổng USB này, cổng LAN, cổng nguồn này, nguồn 12V này, tem này, pin này, cục sạc này.